Quý vị thân mến, trong một phóng sự chương trình từ đầu chương trình thì chúng ta cũng đã có nhắc tới là đã có thông báo về lịch nghỉ Tết Và lúc đó thì Vân Anh và Phương Thảo có quay sang nói với nhau là nhanh quá như vậy là sắp đến Tết rồi chúng ta còn chưa đầy hai tháng nữa thôi Tuy nhiên nếu như chúng ta nói tới những cái thời điểm ngày lễ trước đó đó là Giáng sinh và Tết Dương Thì chúng ta lại cảm thấy là ngay sát bên đến ngay gõ cửa nhà mình rồi Bởi vì bây giờ thì chúng ta đang ở trong những ngày đầu tháng 12 và chỉ còn một vài tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ đón Giáng sinh Và Giáng sinh năm nay thì chúng ta thấy rằng là có lẽ là chúng ta sẽ không thấy nhiều những lễ hội như Giáng sinh những năm trước đó khi mà dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn ảnh hưởng. Nhưng không vì thế mà các gia đình, các nơi công sở hay những con phố mất đi không khí của Giáng sinh bởi vì chỉ cần một vài chi tiết thôi là chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy là à một mùa Giáng sinh đến rồi. Và một trong những điều mà ngay lập tức Vân Anh nhìn thấy sẽ biết là Giáng sinh đó chính là vòng nguyệt quế. À, dạ vâng và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cái vòng nguyệt quế rất là đẹp để chúng ta thấy là Giáng sinh cũng đang về tới trường quay của kênh VTC9 trong chương trình nói về cuộc sống và Phương Thảo thì cũng có một cái thắc mắc nhỏ như thế này nè ừ. là với vòng nguyệt quế thì mọi người hay sử dụng và để biểu tư biểu tượng cho chiến thắng và vinh quang ừ. nhưng mà không biết tại sao là với giáng sinh mọi người lại hay sử dụng vòng nguyệt quế hả chị Vân Anh ha ừ. câu hỏi này của Phương Thảo thì ngày xưa Vân Anh cũng từng thắc mắc bởi ừ. ví dụ như là khi mình nói tới vòng nguyệt quế mình hay nghĩ tới những chương trình như là olympia hay yeah. là, là là những người chiến thắng được trao vòng nguyệt quế á thế nhưng mà vòng nguyệt quế thì lại chính là một trong những biểu tượng của giáng sinh và khi tìm hiểu Vân Anh biết rằng là bên cạnh lý do đó là vòng nguyệt quế tượng trưng cho vinh quang và chiến thắng thì vòng nguyệt quế cũng biểu trưng cho sự an lành và may mắn và dạ nếu vâng. như Phương Thảo để ý thì cứ đến giáng sinh chúng ta hay có một câu chúc đó chúc một giáng sinh an lành và hạnh an phúc hạnh đó hạnh và, phúc. và vòng mùi cuối này chính là biểu trưng cho sự an lành và hạnh phúc đó và để giúp quý vị hiểu rõ hơn thì cũng xin được chia sẻ từ quý vị một thông tin đó là truyền thuyết thế kỷ thứ 13 kể rằng thánh tranh Boniface người đức đã đốn một cây sồi biểu tượng của ngoại giáo và từ chỗ đó mọc lên một cây thường xuân nguyệt quế kể từ đó thì thánh tuyên bố thường xuân chính là biểu tượng hân hoan của người công giáo về cuộc sống đời đời vì loài cây này xanh tươi quanh năm do vậy hàng năm cứ đến dịp giáng sinh thì người theo đạo thiên chúa đều tiến hành treo những vòng nguyệt quế trong nhà để cầu mong một cuộc sống an lành vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy may mắn và chúng ta cũng thấy rằng là vòng tròn của mùi quế Noel thì không có điểm đầu cũng không có một điểm kết thúc và chúng ta thấy rằng là hạnh phúc, an lành, viên mãn nó cứ tròn đầy và luôn luôn ở quanh cuộc sống của chúng ta và chắc chắn đó cũng chính là mong ước của rất là nhiều người. Còn theo một thông tin khác thì nhiều nhà lịch sử học tin rằng những chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên xuất hiện vào đế chế Ba Tư khi mà hoàng gia và những người thuộc tầng lớp quý tộc đeo những chiếc vòng nguyệt quế hay là vòng đầu được trang trí thêm thêm trang sức để biểu trưng cho quyền lực và sự cao quý. Những nền văn hóa khác nhau sau đó cũng tiếp thu điều này và biến đổi để làm sao mà phù hợp với đất nước cũng như là văn hóa của mình. Và rõ ràng là khi mà No em đến thì có thể là nhiều gia đình sẽ nghĩ tới việc là chúng ta mua những vòng nguyệt quế, yeah. nhưng cũng có những gia đình thì có thể là ngồi bên nhau để tìm thì cách làm cái vòng nguyệt quế này đúng yeah, không Dạ vâng, và khi Phương Thảo cầm vòng nguyệt quế trong chương trình ngày hôm nay thì cũng thấy rằng để chúng ta làm được cái vòng nguyệt quế ừ. thì cũng khá là đơn giản. Ví dụ như là chúng ta cũng cần những cái ribbon màu xanh để quấn ừ. vào thành hình tròn chị Vân Anh ha. Bên cạnh đó là chúng ta có những cái bông hoa này, có những cái quả thông đây là một trong những cái quả thông mà khi mà nhìn tự nhiên thấy nhớ tới đà lạt bởi vì khi mà du lịch đà lạt thì chúng ta cũng có thể lượm được những cái quả thông này về để trang trí trong gia đình của mình và bên cạnh đó ở vòng nguyệt quế thì cũng có thể trang trí và làm rất là đẹp hay là nơ nơ là một trong những cái, cái cũng khá là dễ làm khi mà phương thảo thì cũng rất là thích nơ nữa cô bé bánh bèo nên là cũng thích nơ với những màu thì mọi người có thể trang trí tùy theo ý thích như là ở ngày hôm nay chúng ta thấy là màu vàng nhưng mà có rất là nhiều những cái gia đình lại lựa chọn đó là màu đỏ cũng có thể ừ. là vàng đỏ mix cùng với nhau cũng là một trong những cái gợi ý ạ. À. Ừ. Và như vậy là mà chúng ta thấy rằng là những cái phụ kiện, những cái nguyên liệu để chúng ta có thể kết nên một cái vòng nguyệt quế này thì hoàn toàn chúng ta có thể tìm mua được. Hay là ví dụ như là cái chữ Merry Christmas này thì Vân Anh thấy rằng là ở hàng mã này hay là rất là nhiều những cửa hàng văn phòng ừ. phẩm hay tạp hóa thì cũng bán trong cái dịp Giáng sinh này. Thì chúng ta có thể mua về và kết thành một cái vòng nguyệt quế theo cách của gia đình mình. À chúng ta có thể à, à, theo cái gu thẩm mỹ cũng như là mong muốn và kích thước to nhỏ trong yeah. gia đình hay là cửa hay là không treo để chúng ta có thể tạo nên một vòng nguyệt quế phù hợp và để biết cách làm thế nào để tạo nên vòng nguyệt quế này. Cụ thể hơn thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip của chúng tôi. Một trong những điều tuyệt vời nhất mang không khí giáng sinh đến gia đình đó chính là trang trí nhà cửa. Bên cạnh những cây thông Noel, những bông tuyết đã lấp lánh thì vòng nguyệt quế cũng là một vật không thể nào thiếu trong mỗi dịp giáng sinh. Và thật tuyệt vời và ý nghĩa biết bao khi có thể tự thiết kế cho mình một chiếc vòng nguyệt quế mang đậm dấu ấn cá nhân. Để thực hiện vòng nguyệt quế, chúng ta cần có những nguyên liệu như quả thông, quế sấy khô, cám lát sấy khô, cherry, băng dính hoặc cốt tông, lá thông tươi để trang trí, vòng khung để cố định và một miếng xốp vuông Đầu tiên chúng ta cần bóp miếng xốp vào vòng khung để miếng xốp được cố định chặt vào vòng. Sau đó chúng ta dùng băng dính cuốn khoảng 3 đến 4 vòng quanh miếng xốp để thêm phần chắc chắn. Tiếp đến chúng ta cần làm ẩm miếng xốp. Sử dụng những lá thông tươi để trang trí hai bên miếng xốp. Buộc dây vào quả thông rồi gắn chúng lên vòng nguyệt quế ở vị trí mà bạn thấy phù hợp Cuối cùng sử dụng những nguyên liệu còn lại như cam sấy khô, quế khô hoặc cốt tông hay cherry mà bạn có thể tự do trang trí vòng nguyệt quế tùy theo sở thích. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thành công. không biết là sau khi mà theo dõi clip vừa rồi thì quý vị đã có những gợi ý cũng như những ý tưởng để làm vòng nguyệt quế cho gia đình mình hay chưa? Vân Anh thì cũng chia sẻ thật là bởi vì là mình mới có em bé nhỏ nên là có lẽ là không có quá nhiều thời gian để có thể ngồi mày mò làm vòng nguyệt quế nên là chắc là mình sẽ có thể là lên mấy ứng dụng uh, mua sắm và tìm mua một cái vòng nguyệt quế thật là nhanh. Thì có lẽ còn Phương Thảo khéo tay hay làm chắc là sẽ ngồi làm vòng nguyệt quế đó. Dạ vâng, năm nay thì Phương Thảo thấy có một cái trend làm vòng nguyệt quế hay là cái thông Noel bằng những cái chất liệu tự chế đó là một trong những cái ý tưởng sáng tạo của một nhóm những cái bạn tình nguyện viên khi mà có một cái ý tưởng là muốn là thân thiện môi trường nhiều hơn ừ. các bạn sẽ sử dụng những cái cây gỗ và những cái sợi ri băng màu màu nâu để có thể quấn thành một cái cây thông Noel và bên cạnh đó là trang trí với những cái phụ kiện trong gia đình nhà mình thôi à, hoặc là chúng ta có thể tô vẽ cùng với gia đình của mình chứ cũng không cần phải đi mua ở những nơi xa nữa đây là một trong những cái điều mà Phương Thảo cũng thấy à, khá là nhiều những các bạn trẻ cũng đã lan tỏa được cái sự yêu môi trường và bên cạnh đó là vẫn có cho không khí Noel à, và với uh, cây thông Noel hoặc là cái vòng nguyệt quế đó là một trong những cái điều mà chúng ta uh, cảm thấy rõ nét nhất trong uh, Giáng sinh và Giáng sinh thì làm Phương Thảo thấy yêu hơn một điểm nữa đó là cái thời điểm mà chúng ta nhớ và tri ân tới những người mà đã từng cho chúng ta những cái cảm xúc hay là cần để được tri ân à, đó là một trong những khoảng thời gian bởi vì ngày xưa phương thật cũng không có để ý nhiều lắm nhưng tự nhiên mình bên cạnh mình có rất là nhiều người thì lại rất thích noel và vào mùa giáng sinh thì mọi người cũng đã tặng những cái món quà những cái tấm thiệp ừ. cho mình thì mình thấy rằng ôi thật sự là cảm thấy rất là ấm áp và hạnh phúc khi mà nhận được những cái tấm thiệp hay là những cái món quà nhỏ mà tất cả những cái người thân thương tặng cho bản thân và đây cũng có thể là cái thời điểm mà chúng ta có thể thổ lộ những cái tâm tư khó nói dành cho những người thân trong gia đình mình hay là ba mẹ đúng không ạ ừ, có lẽ là khi mà nhắc tới Giáng sinh thì có lẽ là nhiều người cũng có chung những cái cảm xúc giống như Phương Thảo Bởi vì Giáng sinh là một cái thời điểm rất là đặc biệt khi mà chúng ta chuẩn bị khép lại một năm Và hướng tới một năm mới Nó giống như một cái thời điểm chuyển giao Và bất dạ, cứ vâng. cái khoảng thời gian chuyển giao nào thì cũng để lại cho chúng ta rất là nhiều những sự bồi hồi Chúng ta nhìn lại một năm đã qua với những gì mà chúng ta đã làm được Những gì mà chúng ta chưa làm được Những gì mà chúng ta cảm thấy tự hào Những gì mà chúng ta còn nối tiếp Để từ đó chúng ta biết rằng là à năm tiếp theo mình sẽ đặt mục tiêu mới như thế nào Mình sẽ cố gắng ra sao và quả thực cũng cần phải chia sẻ rằng là chúng ta đã trải qua một năm có quá nhiều biến động dạ nên vâng. có lẽ là năm nay giáng sinh năm nay vân anh nghĩ rằng là đặc biệt với mỗi gia đình với mỗi con người uh, đầu tiên cái điều đầu tiên mình cảm thấy với giáng sinh năm nay với chính bản thân mình ở thời điểm này đó là cảm giác biết ơn thực sự ở ở thời điểm này khi mà được ngồi đây à, cùng chia sẻ với quý vị qua truyền hình và cùng nói về Giáng sinh thực sự trong lòng mình cảm thấy biết ơn rất là nhiều khi mà bản thân và những người xung quanh mình vẫn đang tiếp tục với cuộc sống này vẫn đang khỏe mạnh và vẫn đang chờ đón những cái hy vọng và may mắn trong một năm mới à, biết ơn bởi vì à, chúng ta đã có những con người những anh hùng những thiên thần áo trắng những chiến sĩ áo xanh những con người tuyến đầu đã giúp chúng ta đi qua hết đợt dịch này đến đợt dịch khác và ngay cả trong thời điểm dịch bệnh lần thứ tư bùng phát và gây ra một hậu quả rất là nặng nề thì chúng ta vẫn kiên cường chiến đấu để bây giờ chúng ta vẫn ngồi tại đây để nói về bình yên nói về ngày mai đúng không nào dạ vâng khi mà chị Vân Anh chia sẻ thì Vương Thảo cũng thấy những cái dòng cảm xúc của chị Vân Anh à, bởi vì có lẽ là khi mà chúng ta nhớ tới những gì đội ngũ y tế hay là những à, lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì chúng ta càng thấy trân quý hơn những phút giây hiện tại khi mà chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta có thể có những hành động dành cho nhau. À, bởi vậy thì trong Noel này thì chương trình cũng như là phương thảo cũng như chị Vân Anh cũng rất là hy vọng quý vị và các bạn à, chúng ta sẽ thể hiện à, sự trân quý đối với những cái người thân trong gia đình mình hay là những mối quan hệ xung quanh. Bởi vì à, có rất là nhiều những hoàn cảnh cũng có rất là nhiều những cái số phận chúng ta không có thể gặp được nhau trực tiếp, à, chúng ta đã phải tạm rời xa nhau, đó là một trong những cái khoảnh khắc cũng khiến cho chúng ta bồi hồi và nghẹn ngào khi mà nghĩ tới à, với lại em mùa Giáng sinh năm nay thì à, mỗi gia đình sẽ có những cái cách thưởng thức Noel riêng của bản thân nhưng mà Phương Thảo nghĩ rằng mọi người cũng sẽ hướng tới về gia đình mình nhiều hơn. Ừ. À, Noel năm ngoái thì chúng ta có lẽ có rất là nhiều sự lựa chọn như là chúng ta có thể đi du lịch, chúng ta ừ. có thể đi uh, thưởng thức Noel tại một nhà thờ nào đó nhưng mà năm nay Phương Thảo nghĩ rằng mọi người cũng sẽ ưu tiên ở uh, chúng ta thưởng thức bữa cơm trong gia đình. Ừ. Tại vì Noel cũng là một trong những cái dịp mà những cái gia đình, những cái thành viên trong gia đình xung vầy bên mâm cơm và để ừ. chia sẻ về những năm đã qua, về những cái khoảnh khắc của năm ngoái và hướng tới những cái điều tốt đẹp trong năm mới. Ừ, như Phương Thảo có nói đó là Noel Giáng Sinh chính là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau hay là chúng ta gặp gỡ người thân bạn bè. Nhưng mà năm nay thì có lẽ chúng ta sẽ gặp gỡ nhau theo một cách khác. Nếu những ai mà vẫn đang cùng một thành phố chẳng hạn không đi làm xa thì chúng ta có thể hội tụ với nhau trong một gia đình. Còn những ai mà ví dụ như là cô gái này đang ở Sài Gòn và có ba mẹ của mình ở trong Nam thì chúng ta sẽ đón Giáng Sinh online. Dạ, năm vâng. nay chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái bữa tiệc được tổ chức theo một hình thức khác đó là online và Vân Anh tin rằng là năm nay thì cái Giáng Sinh online cũng sẽ được thực hiện ở rất là nhiều nơi. À, các cơ quan bây giờ cũng bắt đầu có những cái bữa tiệc online, có các điểm cầu ở à, các đầu cầu của các thành phố kết nối với nhau. Và ở mỗi đầu cầu thì tại đó mọi người đều trang trí, à, trang trí không gian phòng làm việc của mình với vòng nguyệt quế này, với cây thông Noel, với những chùm đèn lấp lánh và chia sẻ với nhau rất là nhiều những cảm xúc. Và vân anh nhớ rằng là Noel cũng chính là dịp để chúng ta có những cái điều ước. À, ví dụ như là ở bên nước ngoài thì các bạn nhỏ sẽ à, tìm những cái món quà của mình trong chiếc tất này và thường viết những cái điều ước sau thực ra sau đó là bố mẹ trở thành những ông già noel để tặng quà cho các con và thực ra thì không chỉ có những bạn nhỏ đâu mà vân anh thấy là ngay cả những người lớn của chúng ta dạ vâng. cũng tận dụng cái điều này để có những cái điều ước và khi mà vân anh đi dẫn những chương trình giáng sinh của những năm trước ấy, thì mình nhớ rằng là luôn luôn có một câu chúc mình gọi là câu chúc kinh điển cho giáng sinh đó là chúc một giáng sinh an lành và hạnh phúc Thực Và ra thì chắc uh, là Vân Anh cũng xin phép chia sẻ một chút đó là trước đó khi nói câu này thì mình cũng cảm thấy ấm áp lắm nhưng mà chưa năm nào mình cảm thấy rằng là cái câu chúc đó nó ý nghĩa như vậy bởi vì có lẽ đi qua suốt 2 năm vừa qua một trong những cái lời chúc mọi người luôn nói với nhau là chúc bình an và lúc này cái từ an nó 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 có lẽ là nó nằm ở trong trái tim của mỗi người và đó là những cái điều đẹp nhất mà chúng ta chúc cho nhau đúng không? Dạ vâng, với dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của mỗi chúng ta, làm cho chúng ta bị thay đổi rất là nhiều về mặt khía cạnh đời sống hay là những mối quan hệ và bên cạnh đó ai ai cũng mong muốn là mình bình an để vượt qua đại dịch Covid-19, bình an bên nhau và bình an tận hưởng mọi khoảnh khắc đó là điều mà chúng ta cũng cần phải trân trọng trong khoảnh khắc hiện tại và đó là món quà vô giá đó không quý vị à, và với Noel thì chắc hẳn là mỗi người cũng sẽ có những cái điều ước cho riêng mình như, như chị Vân Anh chia sẻ à, và Phương Thảo cũng hy vọng là chúng ta cũng có thể à, cố gắng thực hiện à, điều ước của mình bởi vì ừ. chúng ta nếu mà ước mơ mà chúng ta chỉ ước mơ trong tiềm thức mà không có những cái hành động để thực hiện thì có lẽ ước mơ vẫn chỉ là mơ ước ừ, chính xác là như vậy điều quan trọng là chúng ta sẽ cố gắng để thực hiện từng bước từng bước một à, chúng ta đang ở trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2021 và chuẩn bị đón Giáng sinh, đón Tết dương lịch rồi sẽ là Tết Nguyên Đán. À, còn rất là nhiều điều đang chờ đợi chúng ta ở phía trước và rõ ràng những cái điều ước này sẽ là những khởi đầu cho những hành trình của chúng ta trong tương lai và Giáng sinh sắp đến thì à, vân anh cũng mong muốn thời lời chúc ngay từ thời điểm này bởi vì chúng ta không nói là lễ Noel mà chúng ta gọi là tháng Noel thậm chí <laughs> dạ, là vâng. chúng ta có mùa Noel và thực ra mình rất thích cái từ mùa Giáng sinh cho thấy rằng là nó không chỉ là gói gọn trong một ngày đâu mà nó kéo dài trong một khoảng thời gian để chúng ta có thể trao nhau hơi ấm và ví dụ ở các nước phương Tây là yeah. họ nghỉ lễ giáng sinh chính là kỳ nghỉ lễ chính họ nghỉ trước đó chứ còn ví dụ như là ở các nước châu Á thì chúng ta đón cùng cái ngày giáng sinh <laughs> đó thì chúng ta đợi tới 24 tháng 12 thôi. Thế còn ở bên nước ngoài chúng ta thấy ở thời điểm này đã rộn dịp lắm rồi. Ví dụ yeah, vâng. như là Vân Anh thì có bác của mình định cư ở bên Đức thì uh, trong cái tháng này là mọi người đã rất là chuẩn bị từ việc là trang hoàng nhà cửa này cho tới là tất cả đường phố thì cũng thấy không khí của Noel mặc dù là năm nay quy mô nó có giảm so với những năm trước nhưng mà cái không khí thì chúng ta vẫn thấy và cũng hy vọng rằng là điều đó cũng lan tỏa tới mỗi người để chúng ta cảm thấy ấm áp hơn chúng ta à, mong ước những cái điều bình yên và may mắn trong một, năm mới và cũng hãy cùng với gia đình mình có những cái khoảng thời gian rảnh rỗi thì hãy cùng nhau làm vòng người quế xinh xắn như thế này hay là cùng nhau trang trí cây thông noel trang trí đèn giáng sinh và tạo nên những góc ấm cúng trong gia đình mình và có lẽ chỉ ít ngày nữa thôi khi mà chúng ta lên facebook chúng ta sẽ rất là thấy nhiều những cái hình ảnh mọi người chia sẻ dạ vâng hình ảnh những người mọi người chia sẻ là để thấy rằng gia đình chúng ta đang hạnh phúc ở bên cạnh đó chúng ta hãy trao nhau những hơi ấm những nụ cười để đơn giản thôi nhưng vô cùng quý giá và hạnh phúc